Đó, mình dẫn cả nhà đi nha. Giờ mình lên. Cháu nó ngồi trên xe nè, mình ở trên đường quay xuống nha cả nhà. Ủa, mình quay như thế nào coi. Cái này á là đá làm bằng như cái dạng trời.
không hả Tải? Đợi con chút đi, nãy cho con chèo qua bên kia kìa. Nãy vô chèo trên đó trước á. Có gì không? Ờ, thì có gì đó thôi. Có Phật thôi hả? Có Phật. Có Phật được cái lưng á. Thôi đẹp không? Đẹp quá. Đó. Cổng vô là mình chụp, mình quay cho cả nhà coi là mình sẽ đi cổng Phật nè. Bây giờ mình tới là chưa nha. Mình vô chùa là phải mùa gì đó. Chính điện mình chạy lên xe, mình chạy quay cái độ của nó không có rung, độ nó cứng hình lắm.